Vậy là hanh mà nha. Hello. Hello. Yeah, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì thứ nhất mọi người nha. Hôm nay thì anh em nha sẽ làm clip bút nó xào vậy mang mọi người nha. Đây mọi người. Mang đây nha mọi người nha. Đây mọi người. Đốt lửa mọi nhé. Bây giờ thì anh em nha sẽ chuẩn bị làm mà bút xào măng rồi nhá. Đây. Đây măng đây, măng anh em lên mọi người. Bây giờ anh sẽ đổ mọi nhá. Đây. Xong rồi mình bé măng nhỏ nhỏ mọi nhá. Đây. Đây mọi người. Anh em chưa lạp mà món bút sao vậy măng đâu mọi nha. Làm thử món này có ngon không mọi người? Đây. Đây cả nhà. Đây mà anh em đây mọi người nhé. Đây bé như thế này cả nhà. Nó nước rồi nha. Anh sẽ cắt cà rốt rồi nha. Đây. Được nông ra nha mọi người nha. Ui, nông quá. Ui, nông quá. Mọi người sẽ phát nào. Đưa vào bút đi. Sẽ cắt hanh mở nha. Bây giờ thì mình đi đu nước ra nha mọi người nha. Thôi để em đua xong rồi nha, để em sẽ đua dấu ăn rồi nha. Đây được rồi. Thôi bây giờ em sẽ bo cà rốt vậy à hanh mà nha.
Bây giờ em sẽ bô măng mà nha. Bô măng trước mà nha. Đây. Đây. Đây cả nhà, vào mọi người thấy chưa? Măng ngon lắm đấy cả nhà. Đây bọn nha, bút nha mọi người. Bây giờ em sẽ bó bút. Bó vô mọi nha. Măng sao với bút mà còn nhà. Đây. Đây. Mùi thơm quá mọi người. À, tại chưa mùi. Nhiều trên này rất luôn. Bao nhiêu sợ măng á cả nhà. Đây mọi người nhé, đùa chú lá chuối đây. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn ngọt đây nha mọi người nha, hương vị cam. Hello mọi người, hôm nay bút anh em sao vậy mang thì cũng là chín hết rồi cả nhà, thì mình mời tất cả mọi người ăn. Đi ăn đi bạn. Đây, chủ nhất thì anh em ở nhau thôi. IPS ăn bằng muông thôi mọi người, tại vì không có đua mọi người nhé. Đây. Dân mời cả nhà ăn bún xào với măng mọi nha. Đây nhá. Mời cả nhà ăn nhé. Đây thì món chắc là món trái đây thôi mọi nha. Ngon nhỉ. Rất ngon. Ừ. Giờ đây mình ăn chấm nước. Nước mắm là mọi người thật. Ngon quá nhà. Rất là hấp dẫn nhé. Bún mà sau lại mang thì quá ngon mọi nha, ngon rất là ngon luôn mọi người. Rất ngon luôn. Đây. Cà rốt này mọi nha. Đây. Đây mọi người. Ngon quá. Ngon lắm. Đây. Ngon lắm. Ăn một giờ leo mệt lắm á mọi người. Đây nhá. Đây. Cảm ơn rất ngọt nhá. Đi ăn. Hãy lên nước ngọt nhá. Đây. Mời cái nhà uống nước ngọt nhá. Quá ngon lắm mọi người, rất là tuyệt vời cả nhà. Ơi, thì bún anh em sao đây mọi nha? Thì mang sau ấy bún thì rất là ngon nhỉ. Đây, đủ đi ăn, rất ngon nhỉ. Ngon. Đây. Ăn đi leo.
Sáng chủ nhật hôm nay thì Ian với Ipep thì làm clip sao vun với mắng mọi người. Thứ nhất thì mình làm món này theo mọi người nha. Món này thì ăn rất là ngon luôn. Thì mình sao mang thì ăn thì rất là ngon. Mọi người thử làm mà món bún sao vậy mang mọi người. Nếu mọi người thì salami nhưng mà ngon nhưng mà không bằng sao măng nhỉ. Thì măng ngon hơn. Măng thì nó gì nữa ngon lắm đấy. Đây. Đây, bún dài quá. Đấy, sáng khi ăn cơm rất là bé bụng mọi người nhé. Ăn vội vàng lắm. Cà rốt đây mọi người. Tại vì không có ớt nhỉ. Có ớt nhỉ. Để ớt đây. Ớt à? Ở đây, ớt trong đây có rồi. Thì có ớt thì Ipep thì ăn thì nhanh cay mọi người. Thì không có ớt thì muốn ăn nhưng mà có ớt thì không ăn. Khi là sợ nhanh cay thì nhanh ra nước mắt lắm. Không có ớt thì ăn không ngon đâu mọi người. Ipep thì có ớt thì ăn thì nhanh cay mọi người nhá. Tại vì không quen. Đây. Ớt nhỏ đang ngon lắm. Ăn trong bao ăn ngon lắm mọi người nhá. Ớt này nhỏ thôi nhưng mà nhìn rất là cay. Cay lắm. Ớt người thích nhỏ to to ăn nó thì không cay rồi. Ớt này thì nhìn nhỏ thôi nhưng ăn rất là cay lắm mọi người. Ớt đồng bào cay lắm. Ớt này thì ăn thì khoai chê luôn. Thì ra thức mát luôn mọi người. Ớt nhỏ này miếng mình ngâm rồi. Nước mắm ngon lắm. Ăn vô nhiêu đi Ipep. Mời cả nhà ăn nhá. Cầm mắm đã xuống rồi. Ngon lắm cả nhà. Đây. Cầm vô nước mắm cả nhà nha. Đây. Đi leo nha. Mời cả nhà ăn không? Ngon. Thêm măng ớt, măng ớt đây này. Măng ớt cay ngon hơn. Không có cay thì ăn không ngon đâu. Tập nhớ ít thôi. Mình tâm nhiều thì măng lắm mọi người nha. Đưa leo đi. Sao bún về măng rất là ngon lắm mọi người ạ. Lơ không ăn. Thử nước 48 đi. 48 ngon hơn. Đây, 48 này. 48 thì mình ăn với bún thì mình uống nó mát hơn. Nó nhanh no mọi người. Đây, uống xong ăn xong. Mới ăn thôi mà sắp no rồi. Đây. Ăn đi. Phải bị khát nữa. Đi hàng phế mà mình chứ không. No rồi mọi người ạ. Giờ mời cả nhà ăn bún sao vậy măng rồi nha. Rất là thích bơi mà nha.
Nột này. Thôi mọi người nhé. Hiện xin phép dừng lại clip tới đây. Nếu mọi người thôi video này hit ít thì mọi người cho mình like để đăng ký kênh nhá. Bye bye.